Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Hé lộ hiện trường nơi Chí Tài đột quỵ, quản lý cũ đau lòng chứng kiến. Vào chiều ngày 9 tháng 12, quản lý cho biết nam diễn viên danh hài Chí Tài đã qua đời vào khoảng 15 giờ 20 tại bệnh viện chiều nay sau khi đột ngột đột quỵ tại chung cư nơi ông đang sinh sống. Cụ thể, anh Khánh Hoàng, quản lý cũ danh hài Chí Tài đã xác nhận với báo chí về sự việc đau lòng này. Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ Online, nghệ sĩ Chí Tài được phát hiện nằm bất động ở cầu thang tầng 7 chung cư nơi ông đang sinh sống tại quận Phú Nhuận. Ngay sau đó, xe cứu thương đã được điều đến để chở nam danh hài đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Qua đó, hình ảnh hiện trường nơi Chí Tài đột quỵ cũng được hé lộ. Nguyên nhân ban đầu được xác định đột quỵ là sau khi nam danh hài tập thể dục và trở về nhà. Danh hài Chí Tài tên thật là Nguyễn Chí Tài, sinh năm 1958. Ông là nghệ sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực diễn hài, hoạt động ở cả hải ngoại và trong nước. Trước khi trở thành diễn viên, Chí Tài là một nhạc công guitar, nhạc sĩ hòa âm hàng đầu tại hải ngoại thập niên 1990. Ông đã sáng tác và viết lời Việt cho một số ca khúc nhạc ngoại. Chí Tài từng thành lập ban nhạc gia đình lấy tên Chí Tài Brothers cùng với các thành viên Chí Thiện, Quang Mỹ, Phương Loan, Kiều Linh, Chí Thái, Trịnh Nam Sơn. Định cư tại Mỹ từ năm 1981, Chí Tài và ban nhạc của ông từng hoạt động sôi nổi tại trung tâm ca nhạc Thúy Nga. Có thời gian, nam nghệ sĩ mở studio làm hòa âm, thu âm cho nhiều ca sĩ hải ngoại nổi tiếng và hòa âm cho các vở hài kịch, tiết mục trên sân khấu Paris by Night. Từ cuối thập niên 1990, đầu 2000, Chí Tài chuyển sang làm diễn viên hài và được nhiều khán giả yêu mến. Ông gắn bó với nhóm kịch Thúy Nga, thường xuyên xuất hiện với các vở hài kịch tại sân khấu hải ngoại, diễn cùng Quang Minh, Hồng Đào, Kiều Linh, Kiều Oanh, Hoài Linh, Việt Hương. Khi về Việt Nam hoạt động, Chí Tài hay diễn cho sân khấu Nụ Cười Mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Nhà Có Năm Nàng Tiên, Gia Sư Nữ Quái, Thần Tượng, Năm Sau Còn Lại Về, Trúng Số, Dạ Cổ Hoài Lang. Ngoài diễn kịch, đóng phim, Chí Tài còn đắt sâu tham gia các chương trình truyền hình ăn khách như Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Hội Ngộ Danh Hài, Ca Sĩ Giấu Mặt, Gương Mặt Thân Quen, Ký Ức Vui Vẻ. Chí Tài kết hôn với ca sĩ Phương Loan từ năm 1987. Hai vợ chồng không có con nhưng cuộc sống hôn nhân vẫn rất viên mãn, hạnh phúc. Chí Tài được nhận xét là người chồng thương yêu vợ con, có trách nhiệm với gia đình. So I'm home, yeah.